Xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn yêu lan trên mọi miền tổ quốc. Em xin được giới thiệu, em tên là Biểu, chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng ạ. Và số điện thoại liên lạc của bên cơ sở lan rừng nhà em là 0849490188 hoặc 0396164604. Hiện tại là buổi tối của ngày 24 tháng 4 năm 2019, thì bên cơ sở lan rừng nhà em hôm nay cập bến rất là nhiều loại mặt hàng lan rừng luôn này. Hôm nay nhà em có những cái cây giáng hương đuôi cáo này, hào tuyển ạ. Thêm những cái loại mặt hàng mà rất là đáng sưu tầm cho sân vườn của nhà mình. Đó, nhiều loại mặt hàng kg, hàng giống, hàng đang nụ, đáng sưu tầm cho sân vườn của nhà mình này. Cơ sở lan rừng nhà em có ship hàng toàn quốc ạ. Khi cô chú anh chị nhận hàng thì mới phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng, cô chú anh chị nhé. Và cái giá em báo ở đây thì chưa bao gồm có phí vận chuyển. Cô chú anh chị đặt hàng có thể gọi điện hoặc là nhắn tin theo hai số điện thoại mà bên em vừa cung cấp. Tuy nhiên thì buổi sáng ngày mai em đi làm, sáng mai em đi làm ạ. Thế nên là cô chú anh chị khi có đặt hàng thì vui lòng gọi đến số có số đuôi là 188, thì bên em sẽ có người trực máy. Và bên em cái số đuôi điện thoại đuôi 188 sẽ bắt đầu trực máy từ lúc 8 giờ trở đi cô chú anh chị nhé. 8 giờ sáng ạ. Còn những cái giờ trước giờ đấy thì bọn em không có người trực máy, nên cô chú anh chị đặt hàng vui lòng nhắn tin cho em ạ. Rồi sau đây em xin được điểm qua chi tiết từng cái mặt hàng và báo giá tới tất cả các cô chú anh chị và các bạn luôn. Trước tiên đây, trước mặt cô chú anh chị và các bạn thì em hôm nay em có về một cái lô đai châu hàng rừng Bắc Trụ cô chú anh chị nhé. Hàng thực sự là rất là đẹp luôn này. Đó, nói chung là cây thì không hề có lỗi, không có lỗi lá cô chú anh chị nhé. Đây là hàng tuyển chọn rất là đẹp luôn rồi ạ. Đó. Nói chung là bảo là không có lỗi nhưng mà nó cũng không thể nào gọi là đạt đến 100% là ưng ý từng hết từng tí một, thì nó cũng có sẽ có cái nọ cái kia một xíu, nên là khi cô chú anh chị nhận hàng cũng phải hết sức thông cảm cho em đó. Chứ còn yêu cầu hoàn mỹ thì nó cũng sẽ không đạt đến yêu cầu hoàn mỹ nhé. Em bán với giá là 650.000 cho 1 kg, và hàng hiện tại cô chú anh chị lấy về ghép thì đến Tết sẽ có những cái giò đai châu để chơi Tết, thực sự là rất là đẹp rồi. Rồi loại mặt hàng tiếp theo đó chính là dòng lan hoàng thảo giáng hương đuôi chồn ạ. Chồn Bắc cô chú anh chị nhé. Thực sự là dòng đuôi chồn này cũng được rất là nhiều người ưa thích, bởi vì cái hoa của nó cực kỳ là sai. Dạ, cô chú anh chị xem này. Đó, một cái chùm. Đây là những cái cây lẻ thôi, nhưng mà dân người ta đi rừng bó lại nụ hoa chi chít như thế này. Và đây thì nói chung cái lô hàng này về thì cũng là những cây mà đang độ tuổi tầm phát triển nhá cô chú anh chị nhá. Nên là cô chú anh chị lấy về làm giống thì được rất là nhiều luôn. Đó, những cây nhỏ nhỏ như vậy thôi thì cũng đã đang cho nụ rồi, nụ rất là sai ạ. Nên là nhiều người rất là chơi lan, rất là ưa thích nó. Đây, em bán với giá là 250.000 cho 1 kg giáng hương đuôi chồn nhá. Và đây là quế lan hương ạ. Quế lan hương đây cô chú anh chị nhé. Quế lan hương này thì dòng này là dòng lá xếp chung ạ, chứ không phải là dòng lá xếp V thẳng nhé. Đó, dòng lá xếp chung. Cô chú anh chị nhìn qua tình trạng hàng cho em. Nhưng mà nói chung là quế xếp chung hay là quế quế xếp mà đứng xếp rụt thì nó cũng cùng một kiểu hoa. Và thực ra thì cái dòng quế xếp chung này thì hoa nó còn rất là dài nữa ạ. Và cái sắc hương thì nó cũng không kém, nó cũng đều hoàn toàn như là dòng quế xếp rụt cả thôi cô chú anh chị nhé. Đó. Lô hàng về thì em cũng đã cắt tỉa rất là kỹ. Nói chung thì nó cũng sẽ có cây to cây nhỏ, nhưng mà cây to cây nhỏ gì cũng đều là những cái cây đã trưởng thành để cho cô chú anh chị đến mùa tới có thể được ngắm hoa rồi. Và thời quế, đây là quế lan hương tháng 8, thì hiện tại là đã chuẩn bị bước vào tháng 5 rồi. Một thời gian ngắn nữa sẽ bắt đầu nhú nụ luôn. Cô chú anh chị lấy bây giờ thì sẽ được ngắm hoa luôn trong thời gian rất là ngắn tới nhé. Em bán với giá là 480.000 cho 1 kg. Đó, 480.000 cho 1 kg dòng quế lan hương ạ. Đấy, cô chú anh chị cùng quan sát cho em tình trạng cây là như vậy nhé. Rồi tiếp theo đây là dòng hoàng thảo đùi gà. Hoàng thảo đùi gà thì cái lô hàng hôm nay thì cũng vừa mới về thôi. Tuy nhiên thì em thấy là tình trạng hàng thì cái thời điểm bây giờ nó cũng vừa mới rụng hoa xong, nên là ra hoa xong nên là lá nó cũng rụng hết. Đấy, cái mầm gốc thì đang lên như vậy. Nói chung là nhìn nó cũng không được đẹp cho lắm. Thì cái lô đùi gà này em sẽ bán luôn với giá là đùi gà tròn nhé cô chú anh chị nhé. Đùi gà tròn ạ, có những dề rất là to đẹp luôn, mầm gốc lên chi chít luôn. Vừa hoa xong và lá thì rụng hết. Đấy, mầm gốc thì lên rất là nhiều. Em bán với giá là 180.000 1 kg. Còn đây là cái dòng lan hoàng thảo hoàng long vĩ ạ, hay còn gọi là hoàng thảo môi tua. Lô hàng cũng vừa về, hàng cũng đang chuẩn bị bước vào mùa hoa rồi, mùa nụ rồi. Đây ạ, đang có những cái nụ nhú lên rồi này. Đó.
Cái dòng này nó hoàng, ngoài tên là hoàng long vĩ thì nó còn gọi là hoàng thảo môi tua, bởi vì khi mà ra hoa thì môi của nó sẽ có cánh tua. Em bán với giá là 150.000 cho 1 kg nhé. Còn đây là phi điệp vàng, lô hàng cũng vừa về. Tuy nhiên thì hàng này thì cắt tỉa rất là kỹ, nên là cô chú anh chị nhìn xem cái thân tơ của nó cũng xuống top cũng khá là nhanh. Nên là thực ra cái dòng thân thòng này thì nếu như cô chú anh chị chịu khó lấy nhiều thân già thì nó sẽ, cái thân của nó sẽ căng hơn, đẹp hơn rất là nhiều đấy ạ. Đấy, cái dòng phi điệp vàng này thì đến tháng 8 nó sẽ cho hoa cô chú anh chị nhé. Em bán với giá, hôm nay em sẽ bán với giá 130.000 cho 1 kg nhé. Hàng cắt tỉa rất là kỹ rồi, kỹ đến độ là đây. Cái khi mà mình cắt về thì nó cắt kỹ quá thì cái thân tơ nó còn 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 cảm giác nó on top cơ. Cô chú anh chị lấy về ghép một dạo thì chắc là nó cũng sẽ căng trở lại thôi, cũng không vấn đề gì. Đấy, cây lan rừng thì nó rất là khỏe, không vấn đề gì nhá. Còn đây em có hoàng thảo thập hoa, hàng cũng đang nụ nhé cô chú anh chị nhé. Chỗ toàn bộ chỗ này đang nụ rất là nhỏ xinh, vừa tầm để cô chú anh chị ghép này. Chỗ hoàng thảo thập hoa này chắc cũng chỉ được tầm 1 kg thôi, một rề rất là lớn ạ. Cái rề này thì đến mùa hoa thì thực sự là rất là rực rỡ luôn này. Thêm một ít hàng rời rời nhỏ bên này nữa, chắc là 1 kg hơn một chút xíu thôi. Em bán với giá là 150.000 cho 1 kg ạ. Còn đây là hoàng thảo xoắn này. Hôm nay về một lượng nhỏ hoàng thảo xoắn thôi nhé, chắc hơn 1 kg thôi. Em bán với giá là 280.000 cho 1 kg hoàng thảo xoắn ạ. Còn đây là hoàng thảo u lồi, dòng lan sẽ nở vào dịp Tết và hiện tại thì đang mầm gốc lên cao như này rồi. Đó. Nó đã qua mùa hoa xong hết rồi đấy ạ. Đấy, hoàng thảo u lồi. Em bán với giá là 280.000 cho 1 kg cô chú anh chị nhé. Và đây là kim điệp xuân ạ. Hôm nay về một lượng nhỏ kim điệp xuân như vậy thôi này. Đó, kim điệp xuân thì nó sẽ ra hoa vào mùa xuân. Đây, hiện tại thì đang lên mầm gốc như vậy. Em bán với giá 150.000 cho 1 kg ạ. Và đây là hoàng thảo trầm vàng này. Đây cô chú anh chị xem này, đang mầm rất là đẹp luôn, rất là xanh, rất là đẹp như vậy. Đấy, hoàng thảo trầm vàng. Dòng lan mà duy nhất nó ra hoa khi mà cái thân còn đang tơ nhá. Thân còn đang tơ thì nó đã ra hoa rồi và sau đó mới bắt đầu tiếp tục phát triển và trưởng thành thêm rồi mới bắt đầu rụng lá đấy ạ. Đây. Cũng đang có những cái mầm gốc đang lên, cây thì còn xanh nhưng mà vẫn có những cái mầm gốc đang lên này, rất là đẹp luôn. Hàng này thì em bán với giá là 250.000 cho 1 kg thôi cô chú anh chị nhá. Hoàng thảo trầm vàng 250.000 1 kg. Hoàng thảo nghệ tâm hay còn gọi là thạch hộc duyên dáng ạ. Cái hoa của nó thì màu tím, cái họng cánh tím cái họng vàng rất là đẹp luôn. Hoa này rất là tiếc, hoa này đã tàn rồi. Hiện tại thì mầm gốc cũng đang lên. Em bán với giá một bó như vậy nhá. Đủ cô chú anh chị ghép một giò rất là đẹp rồi. Em bán với giá là 200 à xin lỗi là 50.000 cho một bó ạ. Đủ cô chú anh chị ghép sưu tầm cho vườn mình một giò đẹp. Và đây là kiều vàng nhá cô chú anh chị nhá. Kiều vàng thì vừa về rất là xanh và đẹp ạ. Em bán với giá là 200.000 1 kg này, dòng kiều vàng. Và đây là cái lô cẩm báo ạ. Hôm nay em cũng về một cái lô cẩm báo. Hàng đa số là hàng lá xếp rất là đẹp nhá. Đấy, cô chú anh chị nhìn kỹ cho em. Lá thì không hề có, nói chung là dân đi rừng giữ lá rất là tốt. Lá thì ít, rất là ít gãy dập này. Toàn là những cây lá xếp rất là đẹp như vậy. Đó, cô chú anh chị xem cho em. Dòng lan này thì thực sự là hoa rất là thơm. Thơm từ thân lá trở lên rồi cơ. Em bán với giá là 250.000 cho 1 kg nhé. Và cây khá là lớn. Đấy, đủ trưởng thành để cho hoa cho nụ hết rồi. Đó, hàng thì rất là đẹp luôn như thế này. 250.000 1 kg, hoa thì rất là bền cái dòng cẩm báo này. Và đây là kiều tím miền Trung cô chú anh chị nhé. Kiều tím miền Trung ạ. Dòng lan mà được tất cả những người chơi lan đều ưa thích và săn tìm. Hàng hiện tại là cái thời điểm rất là đẹp để cô chú anh chị ghép. Tại vì cái lô kiều tím của em về này, cô chú anh chị xem này, nó đang bắt đầu sưng nụ như vậy nhá. Có những cây thì cũng nụ lớn lớn một xíu rồi. Đó. Đấy, đang về cô chú anh chị sẽ được ngắm hoa luôn. Thực sự là hàng rất là đẹp luôn. Em bán với giá là 350.000 cho 1 kg cô chú anh chị nhá. Hàng này về không dài quá và cái phần gốc rễ của nó cũng không to quá nên là rất là đẹp. Mua thì rất là dôi luôn ạ. Đấy, hàng thì cực kỳ là đẹp luôn. Em bán với giá là 350.000 cho 1 kg. Và đây là dáng hương tam bảo sắc ạ. Dáng hương tam bảo sắc. Hàng này là hàng Tây Bắc cô chú anh chị nhé. Hàng Tây Bắc là dòng lan mà tam bảo sắc rất là dễ thuần, dễ trồng. Hiện tại thì nó đang trong hoa này.
Đấy. Nói chung là hàng mấy hôm nay thì trời thực sự là rất là nóng, nên là về thì nó cũng có tóp lá như vậy. Nhưng mà thực sự ra thì cô chú anh chị lấy những cây như thế này về nó cực kỳ là lợi cân luôn. Rất là lợi cân ạ. Tại vì cân thì nó tóp lá mất hơi, thoát hơi nước, nên là cân sẽ được rất là nhiều. Hàng hiện tại nó đang hoa này, thì hoa vô cùng là thơm luôn, phải nói như vậy. Cái lô hàng về mà cái mùi hương tỏa khắp cả cái gian bán hàng này của em cơ ạ. Đó. Đây cô chú anh chị xem này. Thì nói chung là hàng này thì nó cũng không phải là hàng xếp rụt, mà nó là cũng là dạng hàng xếp chung cô chú anh chị nhá. Và cô chú anh chị lấy cái hàng này về thì ghép vào lũa, khi mà nó ra hoa thì rủ xuống thực sự rất là đẹp luôn. Em bán với giá là 200.000 cho 1 kg cô chú anh chị nhá. Lô hàng mới về. Đây cô chú anh chị xem này. Những cái vòi hoa chùm hoa của nó rất là dài. Và đặc biệt là cái mùi hương rất là thơm. Còn đây là hài vệ nữ. Hài vệ nữ em bán với giá là 8.000 1 kg. Còn trong kia là cái thanh đạm sữa nhá, giá là cũng là 80.000 1 kg. Và đây là cái nhất điểm hoàng ạ. Nhất điểm hoàng vừa qua mùa hoa xong, em bán với giá 100.000 cho 1 kg ạ. 100.000 1 kg thôi nhá. Và đây là cái hoàng thảo kim thoa đây ạ. Hoàng thảo kim thoa đây rất là xanh đẹp, em bán với giá là 150.000 cho 1 kg hoàng thảo kim thoa nhá. Và tiếp theo đây là em có lô ngọc thạch 3 màu hàng Bắc ạ. Hàng hiện tại nó chưa hoa đâu cô chú anh chị nhá. Mới đang chuẩn bị, đây cũng mới đang chuẩn bị nhú cái nụ thôi. Em thấy là nó vẫn đây, nó vẫn chưa cho hoa đây ạ. Vẫn đang nhú nụ như thế này này. Đó. Mầm gốc thì cũng lên khá là cao rồi, nhưng mà cây thì vẫn chưa hoa. Nên cô chú anh chị lấy thời điểm bây giờ về sẽ được ngắm hoa luôn ạ. Ngọc thạch 3 màu hàng Bắc này, em bán với giá 200.000 1 kg cô chú anh chị nhé. 200.000 1 kg ạ. Và đây là hoàng thảo ý ngọc. Hoàng thảo ý ngọc được ví như là những cái hoa của nó trắng, được ví như là những cái nàng công chúa ngọc ngà. Cái họng tím này, cánh trắng muốt luôn ạ. Rất là xinh luôn. Hoa thì phải nói là cực kỳ là sai. Đây cô chú anh chị xem nụ thì biết rồi. Thân của nó rất là giống với hoàng thảo kèn, nên là khi mà nó chưa trổ hoa thì để cạnh nhau, để lẫn vào nhau rất là khó phân biệt luôn. Đây. Hoàng thảo ý ngọc em bán với giá là 220.000 1 kg nhé. Và đây là tóc tiên ạ. Tóc tiên đây cô chú anh chị nhá. Tóc tiên này thì khi mà ra hoa thì cái hoa của nó có cánh trắng muốt và cái họng màu hồng rất là xinh luôn ạ. Một nhánh như thế này thôi, cô chú anh chị xem phần gốc rễ của nó khá là to. Tuy nhiên thì đây, một nhánh như thế này thì có thể cho một vài chùm hoa rất là đẹp luôn ạ. Em bán với giá 150.000 cho 1 kg nhé. Rồi sang bên này, em xin được giới thiệu những cái phần dáng hương đuôi cáo này. Và hôm nay em có vài cái rễ quế lan hương để giao lưu thêm với cô chú anh chị nhé. Em bắt đầu từ hình số 1 trở đi ạ. Đây hình số 1 này, hình số 1 của em. Thực sự là một cái rề cáo quá là đẹp luôn ạ. Nó xếp rụt rịt rất là đẹp luôn. Một rề dáng hương đuôi cáo xếp rụt nhá. Đây cô chú chị nhìn này. Và đặc biệt là cây này thì năm ngoái hoa phân nhánh nhá. Dạ. Ngoài cái vẻ đẹp là xếp rụt bản lá rất là to, xếp rụt rịt như này, thì nó còn hoa phân nhánh nữa ạ. Đây có 3 cây tất cả. À 2 cây lớn và 2 cây con nhá. 2 cây bố mẹ và 2 cây con. Dạ. Bản lá rất là dày, chất lá dày và đẹp nhá. Xếp rụt ạ. Đó, một cái rề như thế này. Em xin phép được bán với giá là 1 triệu cho rề này, hoa phân nhánh nhá. Hoa phân nhánh ạ. Đó, xếp rụt rất là đẹp luôn này. Rồi tiếp theo đây là hình số 2. Hình số 2 cũng là một cái rề cáo xếp rụt rất là đẹp ạ. Tuy nhiên cô chú có 3 cây nhá. Cô chú anh chị nhìn kỹ cho em, có một cái ngọn này thì nó hơi dập lá một chút xíu ấy, mà nói chung là cũng không ảnh hưởng gì đến cái vẻ đẹp của nó lắm ạ. Đó. Hình này em bán với giá 360.000 là hình số 2. Hình số 3. Hình số 3 thì nó sẽ vừa tiền hơn. Đấy. Đây, cũng có 3 cây đẹp ạ. Trong đó có một cây mẹ con, hình này em bán với giá 250.000 nhá. Là những cây lá xếp ạ. Hình tiếp theo là hình số 4. Hình số 4 này có 5 cây em bán với giá 200.000. Đấy, 5 cây dáng hương đuôi cáo đang nụ rồi. Em bán 200.000 này. Đây là hình số 5. Thì số 5 này rất là xinh đẹp ạ. 2, 3, 4 cây, 5 cây tất cả nhá. Có 5 cây dáng hương đuôi cáo xinh đẹp này. Em bán với giá là 200.000 ạ. Hình tiếp theo là hình số 6. Một rề dáng hương đuôi cáo rất là khủng đẹp. Rất là khủng đẹp luôn ạ. Đó, cô chú anh chị nhìn sau em. Bỏ những cây nó có 2 vòi hoa rồi.
Đấy, giáng hương đuôi cáo nếu như cô chú anh chị tìm hiểu về nó thì thực sự là không hề rẻ một chút nào. Có những cái giò giáng hương đuôi cáo nó chỉ cần hai ngọn thôi, giá nó cũng đã lên đến 7-8 triệu rồi. Đó, một cái dề rất là đẹp như vậy, xum xuê và cây thì đại choác đại bự như vậy này. Thực sự là rất là khó tìm. Cái hình này em bán với giá là 1 triệu 800 nghìn nhé. Cái dề này 1 triệu 800 nghìn ạ. Dề cáo em sẽ nhắc lại, dề cáo rất là to đẹp. Hình số 6 này em bán 1 triệu 8 nhé. Hình tiếp theo là hình số 7 ạ. Hình số 7 này thì là một cái hình mà để cô chú anh chị tập chơi có thể sưu tầm cho về thử trồng ạ. Nhà em thì thực ra trồng cáo thì nó quá là đơn giản luôn, trên đất nhà em. Cái cây này thì cái dề hình 3 cây này em bán với giá là 200 nghìn nhá. Cây thì cũng rất là to, để có một cây rất là to luôn này. Đấy, hai cây bên cạnh này cũng rất là khỏe đẹp, đang nụ hết nhá. Rồi tiếp theo là hình số 8 này. Mối dề giáng hương đuôi cáo ạ, đây ạ. Cô chú anh chị xem dề một mẹ và 4 5 con gì đó này. Đó, có cái cây mẹ thì có bị vận chuyển, có bị dập lá một xíu nhá. Đây, đang vươn vòi nụ này. Đó, kể cả cây con cũng đang vươn vòi nụ này. Đấy, một cái dề này em bán với giá là hình số 8 với giá là 280 nghìn nhá. Tiếp theo là hình số 9 này. Hình số 9 em có 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cây giáng hương đuôi cáo nhá. 6 cây tất cả. Em bán với giá 200 nghìn này. Hình tiếp theo là hình số 10. Cũng là một cái dề giáng hương đuôi cáo quá là đẹp ạ. Quá là mướt và đẹp ạ. Đó, cô chú anh chị nhìn cho em này. Hình 10 thực sự quá đẹp luôn. Đây ạ. Bản lá thì to, cây xếp rụt và cây rất là khủng nhá. Cái thân lá, thân này này, rất là to bự luôn ạ. Đó, cô chú anh chị xin nhìn này, đang vòi nụ vươn lên. Những cây bên dưới này, bên trên bên dưới này, rất là nhiều cây luôn, xum xuê. Cô chú anh chị mà sở hữu một cái giò này thôi thì đến mùa hoa quá là rực rỡ rồi, mà ngắm lá thôi đã rất là thích rồi đấy ạ. Đó, rất là đẹp luôn cô chú anh chị nhá. Cái dề giáng hương đuôi cáo này em bán, nó là một dề trung gốc nhá, bán với giá là 1 triệu 800 nghìn cho dề này, thực sự là quá là mướt luôn ạ. Tiếp theo là hình số 11 này, ba ngọn giáng hương đuôi cáo hàng lá xếp thẳng nhá. Đó, ba ngọn này em xin bán với giá là 250.000 ạ. Xếp rất là đẹp luôn. Hình tiếp theo là hình số 12. Hình số 12 em có ba ngọn cáo xếp thẳng đẹp nhá. Xếp V ạ. Một dề hai cây và một cây này xếp rụt rịt luôn. Chắc là nó chung một gốc hết, tuy nhiên thì do lâu ngày nên nó rụng ra một cây ạ. Cái này thì cô chú anh chị ghép một chậu quá là đẹp luôn. Chăm được thì nó quá là giá trị luôn này. Em bán với giá là 300.000. Tiếp theo hình 13. Hình 13 là một dề cũng rất là đẹp. Một dề trung cấp gốc đẹp. Thực ra thì hàng dề thì gần ngang bằng với hàng nguyên bản luôn ạ. Đã, cây thì rất là khủng đại. Những cây ba cây đại to. Và thêm hai cây và những cái cây nhỏ đang ở bên dưới gốc đang mọc lên nhá. Hình này em bán với giá là 380.000 cô chú anh chị nhá. 380.000 cho dề này ạ. Đấy. Đây cô chú anh chị nhìn cho em. Tiếp theo là hình số 4. Hình số 14. Hình số 14 là 2 4 6 cây giáng hương đuôi cáo như vậy đang nụ nhá. Em bán với giá là 200.000. Hình tiếp theo hình số 15. Hình 15 em có một dề này có 3 cây này. Đấy, 3 cây, thêm một cái cây này nữa này. Đây, cũng đang nụ. Hỏng mất một lá. Hình này em xin phép được bán với giá 150.000. Đấy. 150.000 cái hình này. À 180.000 ạ, xin lỗi. Hình tiếp theo, hình này là hình số 15, em bán 180.000 cô chú anh chị nhá. Hình tiếp theo là hình số 16. 16 cũng là một cái dề khủng. Tuy nhiên thì có một hai cái ngọn lá bị dập nhá, cũng rất là to ạ. Dạ, cô chú anh chị xem ạ, những cây lá xếp rất là to nhá. Hoa năm trước thì rất là sai luôn như này. Hiện tại thì cũng đang vươn những cái vòi hoa. Vòi hoa khá là xanh. Đó, mới giò giáng hương đuôi cáo này. Em bán cái dề này với giá là 1 triệu 3 cô chú anh chị nhá, 1 triệu 3 cho cái dề giáng hương đuôi cáo này này. Tiếp theo là hình số 17. Hình số 17 đấy em có một cái dề giáng hương đuôi cáo, một ngọn này có hai vòi hoa luôn ạ. Cái bản lá rất là to luôn, cái dề này này, thực sự là cái bản lá quá là to luôn ạ. Tuy nhiên thì có một cái ngọn này thì có mất một lá nhá cô chú anh chị nhá. Dân người ta không giữ được nên mất một lá ở đây này. Đấy, cho cô chú anh chị nào yêu thích cái cây mà bản lá to nhá. Cái dề này em bán với giá là 250.000 ạ. Tiếp theo là hình số 18. Hình số 18 là ba cây cáo xếp rất là đẹp này. Đó, rất nhiều cặp lá xếp rụt nhá. Cây này 2, 4, 6, 8, 9 cặp lá luôn nhá. Những cây bên cạnh này cũng thế. Đây cô chú anh chị nhìn ạ.
cái bản lá căng mướt luôn. Hình này em bán với giá là 350.000. Tiếp theo là hình số 19. Hình số 19 là một cái rễ rất là đẹp này. Xếp rất là đẹp luôn ạ. Đó. Cây mẹ và các cây con, 3 4 cây con nhé, 5 cây con luôn, một cây mẹ và 5 cây con luôn. Thêm một cái cây bên này nữa này. Một hình này em bán với giá, hình này em xin phép được bán với giá 300.000. Là hình số 19. Tiếp theo hình 20. Một bụi cáo khá là khủng này. Đó, thì trước đây nó cũng là một rễ trung gốc nguyên rễ. Hàng rễ thì nó có rất là nhiều ưu điểm là nó sẽ ra hoa rất là đồng loạt luôn. Nên là khi mà đến mùa hoa thì nó rất rực rỡ nhá. Em bán hình này với giá là 500.000 ạ. Đó, 500.000 cho cái hình cáo này. Tiếp theo là hình số 21 này, hình 21 đấy ạ. Cái hình này thì cô chú anh chị mang về trồng chậu hay ghép lũa đều rất là đẹp, những cây cáo xếp thẳng này. Là một rễ trung gốc nhá, nguyên rễ cô chú anh chị nhá. Dạ. Cây mẹ. Đây là có một cái cây mẹ và toàn bộ chỗ này là cây con này, cô chú anh chị nhìn thấy chưa ạ? Dạ, nhìn kỹ cho em này, cây mẹ và các cây con, cây mẹ cong ở bên dưới này. Và đàn con rất là đã trưởng thành rất nhiều cặp lá rồi, vòi hoa vươn khá là cao như thế này rồi. Thực sự quá là xinh đẹp luôn đấy ạ. Đây cái vòi nụ của nó này. Nụ hoa năm trước rất là dài. Hình này em bán với giá là 400.000 thôi nhá. Dề này bán 400.000. Tiếp theo là hình 22. Đây hình 22 cũng là một cái dề xếp thẳng ạ. Dạ, cô chú anh chị xem cho em. Dề xếp nhá. Một cây mẹ và một đàn con, rất là nhiều cây con. Đây, cây con đã rất là trưởng thành rồi. Đó. Dạ. Hình này thì em bán với giá là 360.000 cho hình này nhá. Đây là cây nọ trồng khít lên cây kia nên cô chú anh chị không nhìn thấy hết này. 24 cây con nhá, một cây mẹ và 4 cây con rất là đã trưởng thành rồi. Tiếp theo là hình số 23. Hình số 23 đây là những cây cáo quá là đẹp luôn ạ. Đó, thực sự là những cây cáo bản lá rất là to, lá xếp rất là đẹp như cây này, hai vòi hoa luôn này. Hai vòi hoa quá là đẹp luôn như vậy này. Đó. Cây này cũng thế. Hai vòi hoa luôn này. Quá là tuyệt vời luôn. Cây này mà trồng vào chậu thì cô chú anh chị mà chăm được, giá trị của nó chắc phải lên vài triệu. Thực sự. Cái hình này em bán với giá là 400.000 cô chú anh chị nhá. 400.000 cho hình này là hình số 23. Đó, 400.000 cho hình này. Hình tiếp theo hình 24 cũng là một hình thực sự rất là đẹp. Dạ. Một cây mẹ con xếp thẳng tắp luôn. Đó, cô chú anh chị về trồng vào chậu ở đây, mất hai cái lá này nó bị gập một chút rồi nhá. Mà rất là đẹp luôn. Cây này em nghĩ là sau này tương lai còn có khả năng phân nhánh nữa. Đấy, rất là đẹp luôn ạ. Quá là đẹp luôn như này. Cặp mẹ con này thêm một cây này lá xếp nữa nhá. Hình này em bán với giá 320.000. Tiếp theo là hình số 25, giá 220.000. 2 4 5 cây. Hình tiếp theo hình 26, một rễ rất là khỏe mạnh. Trung gốc luôn cô chú anh chị nhá. Hàng này này. Một cây mẹ và 1 2 3 4 cây con. Bản lá rất là to, nhìn thì đấy, ngắm lá không ạ, rất là thích rồi này cô chú anh chị. Cùng xem cho em đi ạ, cái vòi hoa của nó này, bản lá rất là to dày luôn ạ. Cái rễ này em bán với giá là 450.000 cô chú anh chị nhé. 450.000 cho rễ này này. Tiếp theo là hình số 27 này. Hình 27 đây. Hình 27 đây ạ. Toàn bộ hình 27 như vậy nhá. Rất là đẹp này. Đây là thực ra nó là cây một mẹ và 4 con, nhưng mà cây con của nó bị hơi tách ra rồi nhá. Và thêm cây bên kia nữa này. Cái hình này như vậy em bán với giá 280.000. Tiếp theo là hình 28. Đây hình 28 này. Một rễ quế lan hương. Nói chung là nó cây này thì nó nhỏ thôi cô chú anh chị nhá, nhưng mà rất là nhiều ngọn, cô chú anh chị về chăm được cái tương lai cũng rất là sáng sủa này. Cái rễ quế này. Bản lá rất là bóng. Đây. Khá là nhiều cây như vậy nhá. Rễ này em bán để cô chú anh chị sưu tầm với giá là 250.000 cho rễ này ạ. 250.000 cho rễ này. Tiếp theo là hình số 29 này. Một rễ quế rất là nhiều ngọn luôn ạ. Đấy ạ. Nói chung là bây giờ cái mùa thời điểm nóng và vận chuyển nó mất nước nên là nhìn cái lá của nó có hơi tóp nên là nhìn nó không được đẹp mã cho lắm. Về cô chú anh chị chăm lên cái lá này, căng lên thì cái giò này thực sự là nó sẽ rất là đẹp luôn. Đến mùa hoa thì cái rễ này thôi rồi ạ. Cái mùi hương khỏi phải bàn luôn rồi. Với rễ quế này em bán với giá là 800.000 nhá. 800.000 ạ cho rễ quế xếp chung này.
rất là nhiều ngọn luôn đây ạ. Và các ngọn năm trước thì cô chú anh chị nhìn xem này, nó rất là nhiều hoa luôn đấy, một giò rất là to. Tiếp theo là hình số 30, hình 30 thì cái là hình này thì em thấy là cũng nó cũng rất là đẹp luôn ạ. Bản lá to luôn cô chú anh chị nhá, bản lá rất là to luôn ạ. Đấy, và cây này thì xếp khá là rụt, xếp đẹp hơn cái dề bên này nhá cô chú anh chị nhá. Cái bản lá to xếp rụt nhìn thế rất là đẹp, về cô chú anh chị thuần cái giò này thì quá là đẹp luôn này. Đó, cái dề đẹp này em bán với giá là 900.000 cô chú anh chị nhá. Cái dề quế này em bán 900.000 ạ, quá là đẹp luôn. Tiếp theo là hình số 31, cũng là một dề quế bản lá khá là to đây, thế cũng rất là đẹp ạ. Dạ, cô chú anh chị nhìn cho em này, đây bản lá to đẹp nhá, rất là nhiều ngọn. Đấy, bản lá to đẹp và lá cũng khá là ngắn ạ. Đấy, cái dề như vậy. Cái dề quế này em xin phép được bán với giá là 1 triệu cô chú anh chị nhé. 1 triệu cho cô chú anh chị nào muốn sở hữu cái dề quế này. Ở cái dề này thì thực sự là rất là đẹp nhá. Em bên hình thì một tay cầm nên là không xoay sở được hết. Đấy, là dề rất là đẹp luôn. Đẹp, cái ngọn này thì rất là nhiều cặp lá này. Đây, đây ạ, 1 triệu cho cái dề này. Hình tiếp theo là hình số 32. Hình số 32 cũng là một dề rất là đẹp. Đây, một dề cũng rất là đẹp luôn nhá. Đó, dề quế xếp rất là đẹp luôn. Và cực kỳ là khỏe, cái dề này chung gốc nữa nhá. À, nó cũng có chung gốc. Rồi, cái dề này cũng rất là đẹp luôn ạ. Dề này em xin phép được bán với giá là 580.000. Tiếp theo là dề cuối cùng này. Đây, quế xếp. Dề quế cuối cùng này em bán giao lưu với giá là 400.000 ạ. 400.000 cho dề này nhá. Dạ. Và đây, em vẫn còn có một số cái, đây còn vanda nhá, mà em quên mất là chưa giới thiệu đến cô chú anh chị này. Vanda một bó như vậy, đủ cô chú anh chị ghép một giò rất là đẹp rồi. Em bán với giá là 50.000 cho một bó nhá. 50.000 một bó. Và em vừa cập bến thêm Hải Yến ạ. Vừa cập bến thêm dòng kg đó là Hải Yến này. Hải Yến thì hàng hiện tại đang nụ cực kỳ là xinh luôn đấy ạ, cô chú anh chị xem này. Đấy, một cây nhỏ xíu như vậy mà hoa đang mươn hai vòi nụ nhá. Lô hàng về rất là tươi và đẹp luôn ạ. Hoa thì cái loại hoa này thì quá là xinh rồi. Em bán với giá là 180.000 cho 1 kg. Hải Yến thực sự rất là đẹp. Và em vừa về dáng hương đuôi sóc nhá. Dáng hương đuôi sóc cũng hàng đang nụ luôn đấy ạ. Đấy ạ, đang chi chít nụ. Đây, vừa về dáng hương đuôi sóc đây, cô chú anh chị nhìn xem này. Đuôi sóc thì hoa tím rất là đậm luôn. Em bán với giá là 150.000 cho 1 kg. Dòng đuôi sóc này cũng được rất là nhiều cô chú anh chị ưa thích. Và đây là cái lô đơn cam cô chú anh chị nhá. Đơn cam ạ, hàng đang hoa đang nụ chi chít rất là tươi như vậy. Một bó như thế này, một bó như thế này đủ cô chú anh chị có thể ghép cho một giò rất là xinh rồi nhá. Hàng hiện tại đang hoa và hoa của nó rất là lâu tàn. Đây, hoa này cực kỳ là đặc biệt luôn. Cô chú anh chị nhìn cái lưỡi của nó ra có những cái vi mạch nhỏ xíu nhìn rất là lạ mắt này. Đấy, dòng lan khá là hiếm nhá. Một bó như vậy em bán với giá là 200.000 nhá cô chú anh chị nhá. 200.000 cho một bó như vậy ạ. Đấy, hàng rất là tươi và rất là đẹp, hàng vừa về luôn, vừa cập bến luôn, rất là đẹp nhá. 200.000 cho một bó ạ. Rồi ạ, em vừa giới thiệu đến cô chú anh chị và các bạn những cái loại lan mà hiện tại nhà em có. Mong được cô chú anh chị và các bạn ủng hộ cho em. Cô chú anh chị cùng xem lại cái thô hàng của em ạ. Đó, em xin được điểm lại một chút xíu để cô chú... tại vì là giới thiệu phần dáng hương đuôi cáo thì lâu quá. Tam bảo sắc này, hàng đang nụ rất là đẹp, giá 200.000. Hải Yến em vừa báo xong rồi. Đây là cái kim thoa 150.000. Ngọc thạch ba màu Bắc 200.000 một cân. Hàng đang nụ chi chít là cái cây ý ngọc 220, kiều tím, cái lô kiều tím rất là đẹp đang nụ 350.000 kg, cẩm báo rất là đẹp luôn. Với giá là 250.000 một kg. Đấy, đuôi trồn 250.000, đai châu. Đai châu hàng Bắc rừng, đai châu rừng bóc trụ rất là đẹp. Với giá 650.000 thôi nhá, cô chú anh chị nhá. Quế lan hương, quế lan hương quế trắng tháng 8. Đó. Hàng chuẩn bị vào cái mùa ghép đẹp nhất rồi. Giá là 480.000 thôi, quá là rẻ ạ.
Đùi gà 180.000, đùi gà tròn 180.000. Chầm vàng 250.000. À, đây, cây này là cây kiều vàng với giá 200.000. Vẩy rồng, em quên mất là giới thiệu vẩy rồng. Vẩy rồng thì hàng hơi vụn, em thanh lý. Vẩy rồng vùng Cao Bằng chưa hoa gì cả cô chú anh chị nhé, hàng thì hơi vụn. Giá 100.000, cô chú anh chị về được ngắm hoa luôn ạ. Đấy, dề thì hơi nhỏ nhá, 100.000 1 kg. Đấy, thanh đạm sữa này, hải vệ nữ này, thanh đạm sữa hải vệ nữ đều có giá là 80.000. Rồi là cái gì kia nhỉ, cái nhất điểm hồng, nhất điểm hoàng, nhất điểm hoàng 100.000 1 kg. Kim điệp xuân với giá 150.000. U lồi với giá 280.000. xoắn hoặc thảo xoắn với giá là 280.000. Đây, phi điệp vàng với giá 130.000. Hoàng long vĩ với giá 150.000. Trồn với giá 250.000. Chúc cô chú anh chị có một buổi tối thật là vui vẻ và ấm áp bên người thân và gia đình ạ.